Chào anh em nhá. Ở shop Tân Ánh, Ngọc Ánh đến từ Nha Nam Tân Yên gửi lời chào toàn thể mọi người. Trong clip hôm nay xin giới thiệu với lại anh em và toàn thể mọi người 7 cái mẫu lá chun nhá, 7 mẫu lá chun từ hàng có trợ lực cho tới hàng không trợ lực, hàng cao cấp cho tới hàng bình dân, rẻ có đắt có nhá. Mọi thông tin về sản phẩm tư vấn thì anh em vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop. Hình thức ship hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc nhé. Anh em ở khắp mọi miền đất nước, từ Nam vào Bắc, từ Bắc ra Nam, từ vùng hải đảo xa cho tới vùng nông thôn, đâu đâu cũng mua được nhé. Thì giới thiệu cho anh em từng cái mẫu một. Thì khi mỗi một cái mẫu này thì shop đều có đánh mã số và có cái giá công khai. Thì anh em xem theo dõi ưng mẫu nào thì alo trực tiếp hoặc nhắn tin, mà là shop gửi cho tôi cái mẫu số 1 hoặc mẫu số 2 hay mẫu số 3 về địa chỉ, người nhận, họ tên, số điện thoại, địa chỉ cụ thể, thôn, ấp, xóm, xã, huyện, tỉnh nhé. Là shop sẽ ship hàng đến tận tay cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng nhé. Thanh toán tiền trực tiếp người hàng với cái giá công khai là 290.000. Đã bao gồm phí ship, đó là cho cái mẫu lá chun trợ lực cao cấp nhất hiện nay nhá. 290.000 này là đã bao gồm phí ship, là một bộ lá chun và tặng thêm một dây dự phòng, tặng thêm một dây dự phòng nhá. Các bác lưu ý này, bộ lá chun thì bao gồm sẽ có một cái dây, một dây đi theo lá như này rồi, và sẽ có tặng thêm một dây dự phòng nữa nhá, là 290.000 cho cái bộ lá chun hàng trợ lực cao cấp này nhá. Thế đây là cái mẫu này, là cái mẫu mã số 1, mã số 01. Anh em muốn mua mẫu số 01 này thì vui lòng nhắn tin cho shop là ship cho tôi cái mẫu số 01. Thế còn cái dây này, các bác mà có nhu cầu mua thêm thì sẽ có thêm nhé. Một bộ là 290.000, một lá và tặng một dây. Tiếp theo là cái mẫu số 2. Mẫu số 2 là cái mẫu lá chun ốp gỗ, lá chun ốp gỗ có trợ lực nhé. Đây, ốp gỗ là cái báng của nó được ốp bằng gỗ này, mà nó có hỗ trợ tay trợ lực cho các bác chống rung chống lắc nhá, chống rung chống lắc. Với cái mẫu này thì sẽ là 180k, cũng là bao gồm cả cái cước phí ship chuyển phát nhanh luôn đấy, tới tận tay các bác nhá. Phí ship chuyển phát nhanh tận tay các bác, nhận hàng trong vòng 2-3 ngày thôi, nhận hàng cực nhanh luôn, và sẽ tặng thêm cho các bác một dây dự phòng, một dây dự phòng. Giá 180k là sẽ có một dây dự phòng tặng thêm nhá. Đây là cái mẫu lá ốp gỗ có trợ lực nhá. Đấy, đó là cái mẫu số 2. Tiếp theo là cái mẫu số 3. Mẫu số 3 là cái mẫu lá tay cầm nhựa ABS hàng cao cấp nhá. Tay cầm nhựa ABS hàng cao cấp. Mã số 3 này sẽ có đơn giá là 170.000. 170.000, hàng này là hàng có đèn hồng tâm. Có đèn hồng tâm các bác nhá. Đây, đèn hồng tâm là chỗ này. Mình muốn đèn hồng tâm này sáng thì mình xoáy con ốc này vào. Đấy, nó sẽ sáng, để cho nó sáng cái tâm lên, để giúp cho anh em hỗ trợ anh em trong lúc ngắm bắn đêm. Ngắm bắn đêm nhé. Thì ngắm bắn là ngắm bắn theo cái thước ngắm này. Đây là cái điểm, là điểm thước ngắm này. Đấy. Thì về cái thước ngắm và cái cách ngắm thì tôi sẽ có cái clip hướng dẫn và chia sẻ với anh em cụ thể sau, để giới thiệu tổng thể cho anh em nắm được là mẫu, mã số và giá nhé. Cái này là mẫu tay cầm nhựa ABS hàng cao cấp có đèn hồng tâm, giá là 170k, đã bao gồm phí ship và sẽ có, vẫn có tặng cho các bác một dây dự phòng, một dây dự phòng như này, tặng một bộ dây dự phòng. Có nghĩa là một bộ dây dự phòng là gồm có hai dây và một miếng da, hai dây một miếng da như này, gọi là một bộ dây nhé. Giá 170k có tặng thêm một bộ dây dự phòng. Đó là cái mẫu số 3. Tiếp theo đó là cái mẫu số 4. Mẫu số 4 này thì sẽ có giá là 150k. 150k. Cái mẫu số 4 này là cái mẫu không có đèn hồng tâm, và phía càng trên này là bằng thép, càng trên bằng thép, phía dưới là cũng bằng nhựa cao cấp, được liên kết hai phần này liên kết bằng nhau bằng một con ốc vít ở giữa này, ốc vít ở giữa này. Thì loại này là loại không có đèn hồng tâm, không đèn hồng tâm. Kẹp dây thì là kẹp ốc nhá, chắc chắn. Đấy, kẹp ốc chắc chắn. Cái giá của cái mẫu này nó là mẫu số 4, giá là 150k. Đây, các bác cứ quan sát kỹ hình dáng của nó,
các bác ưng mẫu nào thì các bác phone cho một phát hoặc nhắn tin bảo là ship cho tôi cái mẫu số 4 chẳng hạn đấy, thì giá là 150k, đã bao gồm phí ship, có tặng theo một dây nhá các bác nhá. Tiếp theo là cái mẫu số 5. Mẫu số 5 này. Mẫu số 5 này sẽ có giá là 120k. 120k là cũng đã bao gồm cả phí ship và tặng thêm một dây dự phòng. Cái mẫu số 5 này anh em thường gọi là cái mẫu lá đầu trâu. Mẫu lá đầu trâu nhá. Đấy. Anh em có thể gọi là mã số 5 hoặc là lá đầu trâu thì chỉ có mình nó thôi nhá. Cũng có thước ngắm. Thước ngắm là theo những cái khe rãnh này. Theo khe rãnh này nhá. Thước ngắm này. Và giá 120k bao ship và sẽ có tặng thêm một dây dự phòng. Đó là cái mẫu lá đầu trâu, mẫu lá số 5 nhá. Tiếp theo là cái mẫu lá số 6. Cái mẫu lá số 6 nhá. Thì anh em hay còn gọi cái mẫu này là cái mẫu lá one hit nhá. Mẫu lá one hit hàng cao cấp nhá. Hàng cao cấp, cái này thì có thước ngắm, có cái tâm ngắm cho anh em. Có cái tâm ngắm cho em là cái dấu cộng này. Đây cái dấu cộng này. Đấy gọi là cái tâm ngắm nhá. Đây có thêm cái tâm ngắm cho anh em. Hàng one hit cao cấp, giá 130k thì luôn luôn vẫn là bao phí ship và có tặng thêm một dây dự phòng. Một dây dự phòng nhá. Có nghĩa là một dây dự phòng lá như thế này. Còn anh em nào có nhu cầu mua thêm dây thì sẽ là 10.000 một bộ dây. Một bộ dây là như tôi vừa mới đưa ra đấy, 10.000 một bộ dây nhá. Đấy. Đây là cái mẫu số 6, 130k. Mẫu ăn hit nhá. Đối với cái mẫu ăn hit này thì nó có rất là nhiều màu. Thì nói chung là gặp màu nào thì gửi cho các bác màu đấy. Các bác không phân biệt kỹ, không nên phân biệt kỹ. Tại vì tùy theo đặt hàng. Đây nó có vừa nãy là cái màu xanh. Giới thiệu với các bác là màu xanh. Thì đây nó có cái màu đỏ này, màu xanh đậm hơn này, hoặc là màu tím nhá. Nó giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau vào cái màu sắc thôi. Thì nói chung là hàng về đợt nào có màu nào thì gửi cho các bác màu đấy nhá. Đấy, số 06 one hit có rất là nhiều màu nhá. Tiếp theo là cái mẫu lá chun giá rẻ. Mẫu lá chun giá rẻ là mẫu số 7. Một cái mẫu 120k. Đối với mẫu 120k này thì nó sẽ có 3 cái phiên bản. 3 phiên bản gọi là 3 mẫu. Nó cũng tương tự như nhau. Không khác nhau là bao nhiêu hết. Nó chỉ khác nhau về cái chi tiết hoa văn, dây trang trí này. Đấy cái này thì hai màu xanh đỏ. Còn cái loại này thì có một màu xanh nhá. Cái dây dưới này là cái dải dây dưới nó dài hơn. Thế còn thằng này thì dải dưới nó ngắn hơn. Thì nó khác nhau về cái trang trí và cách thắt dây thôi. Đấy cái này thì nó quấn hết. Quấn hết nhá. Còn cái này thì quấn hở để mấy vòng để tạo phong cách thôi. Thế còn cái này thì lại khác nữa. Thì nói chung là cái lá này gọi là lá con nhện. Mẫu số 7 này có 3 cái phiên bản này gọi là lá con nhện nhá. Giá thì bằng tiền nhau, 120.000. Đây 120.000 cho cái mẫu lá con nhện như này nhá các bác nhá. Thì ba mẫu này là cơ bản nó giống nhau. Đây này. Đấy ba cái càng của ba mẫu này. Cơ bản nó giống nhau. Các bác cứ gọi là lá con nhện mã số là 07 nhá. Lá con nhện mã số 07 giá 120k. Các bác lưu ý nhé, giá shop đưa ra luôn luôn là giá đã bao phí ship rồi, bao phí ship rồi cho các bác và có tặng cho các bác thêm một dây dự phòng, luôn luôn là như vậy nhé, tặng thêm một bộ dây dự phòng là như này. Đấy, các bác lưu ý đấy. Nhiều khi là các bác hỏi là tặng mấy bộ, tặng mấy dây, thì cái này thì bản thân nó sẽ có hai dây, một dây đi theo lá và một dây tặng thêm. Thì đây là shop nói là tặng cho các bác một dây. Thì các bác đừng hiểu lầm là chỉ có một dây theo lá đâu nhé. Đấy. Cái dây theo lá này không phải là dây tặng. Dây theo lá này bản thân nó theo lá rồi. Các bác mua lá phải có một dây cho các bác thì các bác mới có dùng. Thế mua lá mà không có dây nào cho các bác thì các bác lấy đâu ra dùng. Thì các bác hỏi là tặng một dây có nghĩa là có một dây thôi phải không? Đấy trả lời các bác rõ ràng ấy. Tặng một dây là tặng thêm một dây nữa. Tặng thêm một dây nữa cho các bác về dự phòng trong trường hợp bị đứt. Đấy nhá, trong trường hợp bị đứt thì có nghĩa là các bác sẽ có hai dây. Có hai dây như này. Gọi là một bộ như vậy ấy, là luôn luôn là sẽ được tặng thêm một dây như vậy là các bác sẽ có hai dây nhá. Các bác nghe kỹ, nắm rõ phần này nhá để tránh nhầm lẫn. Đấy, tôi tư vấn tôi nói rất là kỹ ấy. Tặng thêm một dây là các bác có hai dây đấy,
không phải là có một dây đi theo này đâu, dây đi theo này là dây đi theo lá rồi, các bác lưu ý quý vị nhé. Giá thì là 120k. Đấy, các bác mua mẫu nào, thích mẫu nào thì vui lòng nhấc điện thoại lên alo hoặc nhắn tin, nhắn tin cũng được, giá đã có rồi, 120k cho mẫu số 7. Các bác gọi là ship cho tôi cái mẫu số 7 và địa chỉ họ tên Nguyễn Văn A chẳng hạn, số điện thoại liên lạc 093 mấy, địa chỉ là thôn xóm xã, các bác ở thành phố thì cho số nhà, cho tên đường, cho tên phường nhá, thì shop sẽ ship COD chuyển phát nhanh tới tận tay các bác nhá, tới tận tay các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng nhá. Cái này là shop yêu cầu các bác là lên kiểm tra hàng để đảm bảo cái quyền lợi của mình là đúng cái mẫu như các bác đặt. Ví dụ như các bác đặt cái mẫu lá con dạ nhá, có tặng thêm một dây, đảm bảo cho các bác là đủ hàng, đúng mẫu mã là các bác nhận hàng và kiểm tra hàng cho người đó. Các bác nhận hàng này, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng. Đây, các bác cứ bóc ra xem và kiểm tra, cảm thấy không đúng như là shop quảng cáo giới thiệu thì các bác có quyền từ chối không nhận hàng nữa nhá. Đấy, các bác lưu ý như vậy nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.